Liên quan tới hoạt động giãn cách xã hội, sau khi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thực hiện quy định ai ở đâu, ở yên đó trong vòng 7 ngày từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 để sớm phát hiện bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh công tác tổ chức xét nghiệm trên diện rộng cho nhân dân thành phố, thì việc cung ứng lương thực thực phẩm đảm bảo đời sống cho người dân cũng là điều rất quan trọng. Tuy nhiên công tác này chưa được triển khai kịp thời và khiến cho người dân lo lắng, ghi nhận tại Nghệ An. Bên cạnh thành lập một điểm cung ứng lương thực thực phẩm miễn phí cho người dân tại đường Đặng Tất, Hội thiện nguyện của anh Sơn còn phối hợp với các khối xóm, trao tặng thực phẩm tận nơi cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong tổ nhà em là có nhiều nhà gia đình neo đơn, họ không nắm bắt được những cái chỉ thị của Đảng và Nhà nước giao bán ra, cho nên là rất là nhiều gia đình khó khăn. Trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với các đoàn thể ở thành phố Vinh khai trương 3 gian hàng không đồng tại 3 phường. Tuy nhiên, do số lượng hàng hóa có hạn nên các gian hàng chỉ hỗ trợ cho một phần lương thực, thực phẩm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên em là hiện tại bây giờ là chỉ phát cho những gia đình chính sách, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người dân trong khu cách ly. Việc thực hiện phát phiếu đi chợ cho người dân theo tần suất 3 ngày một lần chưa thực hiện được bao lâu, thành phố Vinh buộc phải áp dụng quy định ai ở đâu ở yên đó, người dân không được phép ra đường. Tuy nhiên, đã 2 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh vẫn chưa triển khai được phương án tiếp tế, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tận nhà cho người dân. Nhu yếu phẩm hàng ngày thì chứ có như là gia đình thì chứ có như là mấy ngày ní là không thì chờ được, cho nên là rau vì các thứ cũng có. Cho nên là đi ra khỏi đường thì cũng dám đi. Cho nên là ở trong nhà thì bị đi nghe tin là được gia đình chính sách với lại hỗ trợ đi thì ra đấy. Hiện nay là khối trưởng trên là văn bản hướng dẫn nào cả, mà thực tế cũng chưa nghe một chỉ thị nào cả. Còn tình hình người dân thì rất vất vả, bởi vì dân chúng tôi là dân lao động phổ thông, dân làm thuê, dân ba gác và dân chị lô, cho nên là rất khó khăn. Thì bây giờ là đi ngay nào cũng hộp ngồi khu trưởng cả. Hỏi tình hình răng thì báo cáo cái như thế thôi. Chứ còn đến giờ phút này thì chúng tôi mới nhận được 3 phần quà của hộ cận nghèo. Trong sáng nay, khi khai trương các gian hàng không đồng thì nhiều người dân đã có mặt để nhận hàng hỗ trợ. Điều này không chỉ vi phạm nguyên tắc chống dịch mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh khi nhiều F0 chưa được bóc tách khỏi cộng đồng.